Cô chào các em học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Tiết học hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập lại, hệ thống lại các kiến thức mà chúng ta đã học trong những tuần qua để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ sắp tới ở tuần 9. Về nội dung kiến thức bài kiểm tra bao gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là phần lý thuyết bao gồm ngành công nghiệp và dịch vụ à, với ngành công nghiệp À, gồm có bài 11 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp, bài 12 sự phát triển và phân bố công nghiệp. À, với ngành dịch vụ chúng ta có các bài đó là bài 13 um, vai trò, đặc điểm và sự phân bố của dịch vụ, bài 14 giao thông vận tải và bưu chính viễn thông và bài 15 là thương mại và du lịch. À, đến nội dung thứ hai đó là phần kỹ năng, chúng ta sẽ có hai kỹ năng, kỹ năng thứ nhất đó là kỹ năng đọc tập bản đồ và kỹ năng thứ hai đó là vẽ biểu đồ nêu nhận xét phần vẽ biểu đồ này thuộc bài số 16 bài 11 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp đầu tiên là các nhân tố tự nhiên bao gồm có khoáng sản thủy năng của sông suối tài nguyên đất nước khí hậu rừng nguồn lợi sinh vật biển à, với khoáng sản được chia ra làm bốn nhóm à, nhóm thứ nhất đó là nhóm khoáng sản nhiên liệu bao gồm than dầu mỏ khí tự nhiên đây là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp năng lượng và công nghiệp quá chất à, nhóm khoáng sản thứ hai đó là à, nhóm kim loại bao gồm sắt, mangan, rơm, thiết, chì, kẽm là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp luyện kim bao gồm có luyện kim đen và luyện kim màu. À, nhóm khoáng sản thứ ba đó là phi kim loại như là apatit, pyrit, phosphorit vân vân là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp hóa chất và nhóm khoáng sản thứ tư đó là vật liệu xây dựng gồm sét, đá vôi, cát vân vân là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp xây dựng. À, nhân tố thứ hai đó là thủy năng của sông và suối là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp thủy điện à, hay còn gọi là ngành công nghiệp năng lượng à, bên cạnh đó các nguồn tài nguyên đất nước khí hậu rừng nguồn lợi sinh vật biển là cơ sở để phát triển ngành nông lâm ngư nghiệp và từng ngành nông lâm ngư nghiệp cung cấp à, nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản phát triển đây là sơ đồ về vai trò các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta. Ngoài các nhân tố tự nhiên ra chúng ta còn có các nhân tố kinh tế xã hội à, bao gồm có nhân tố thứ nhất là dân cư và lao động, nhân tố thứ hai đó là cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở hạ tầng, nhân tố thứ ba đó là các chính sách công nghiệp và nhân tố thứ tư là thị trường trong các nhân tố tự nhiên và nhân tố kinh tế xã hội thì các nhân tố kinh tế xã hội đóng vai trò quan trọng, trong đó đóng vai trò quyết định đó là các chính sách công nghiệp. À đây là một sơ đồ các yếu tố đầu vào cũng như là các yếu tố đầu ra có ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Với yếu tố đầu vào bao gồm có nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, lao động, vốn đầu tư, cơ sở vật chất kỹ thuật và các yếu tố đầu ra đó chính là thị trường bao gồm thị trường trong nước và thị trường ngoài nước. Với bài À, bài 12 là sự phát triển và phân bố công nghiệp ở bài này cô muốn các em cần nắm được cho cô à, các ngành công nghiệp à, trọng điểm của nước ta à, ngành công nghiệp trọng điểm thứ nhất đó là ngành khai thác nhiên liệu bao gồm khai thác than khai thác dầu mỏ khí đốt ngành công nghiệp trọng điểm thứ hai đó là ngành công nghiệp điện bao gồm khai thác thủy điện và khai thác nhiệt điện ngành công nghiệp trọng điểm thứ ba đó là ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm bao gồm chế biến sản phẩm trồng trọt chế biến sản phẩm chăn nuôi và chế biến thủy sản à, ngành công nghiệp trọng điểm thứ tư đó là ngành công nghiệp dệt may à, và ngoài các ngành công nghiệp mà trọng điểm mà cô vừa nêu ra thì chúng ta còn có những ngành công nghiệp khác như là cơ khí điện tử hóa chất à, ngành công nghiệp vật liệu xây dựng như vậy ở mỗi một ngành công nghiệp trọng điểm ví dụ như ngành công nghiệp khai thác than khai thác dầu khí thì các em cần phải nắm được cho cô sự phân bố của các ngành công nghiệp này là ở đâu tương tự như vậy các em cũng cần phải nắm được sự phân bố cũng như là tình hình phát triển của các ngành công nghiệp trọng điểm này ở bài 13, đó là vai trò và đặc điểm phát triển và phân bố ngành dịch vụ. Ở bài này, các em cần nắm kỹ cho cô cơ cấu các ngành dịch vụ, à, bao gồm có 3 nhóm ngành, đó là dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng. À, với dịch vụ tiêu dùng, bao gồm có các ngành thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa, à, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ cá nhân cũng như là các dịch vụ công cộng. À, với nhóm ngành dịch vụ sản xuất, các em cần nắm được cho cô các nhóm ngành đó chính là ngành giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, ngành tài chính tín dụng và ngành kinh doanh tài sản tư vấn. Còn với nhóm dịch vụ công cộng, các em cần phải nắm rõ cho cô các cái nhóm ngành trong cái dịch vụ công cộng này, gồm có khoa học công nghệ, giáo dục y tế, thể thao và à, nhóm ngành kế tiếp nữa à, đó là quản lý nhà nước, đoàn thể, bảo hiểm, bắt buộc. Đang đến bài 14 là bài về giao thông vận tải cũng như là bưu chính viễn thông ở bài 14 này cô sẽ xoáy mạnh trọng tâm vào à, hoạt động giao thông vận tải. À, về cơ cấu của ngành giao thông vận tải gồm có à, các cái loại hình giao thông, thứ nhất đó là đường bộ, thứ hai đường sắt, thứ ba đường sông, thứ tư là đường biển, thứ năm là đường hàng không và thứ sáu đó là đường ống. À, cô cần các em nắm được vai trò à, cũng như là à, cái đặc điểm của từng loại à, loại hình giao thông vận tải này. Đến bài 15, đó là bài thương mại và du lịch. Ở bài này cô cần các em nắm rõ cái vai trò cũng như là tình hình phát triển ngành thương mại và du lịch ở nước ta thông qua cái sơ đồ tư duy dưới đây. À, với thương mại thì bao gồm có nội thương và ngoại thương và vai trò của từng ngành nội thương cũng như là ngoại thương còn về du lịch thì bao gồm có tài nguyên du lịch tự nhiên tài nguyên du lịch nhân văn với tài nguyên du lịch tự nhiên thì bao gồm có phong cảnh đẹp bãi tắm à, khí hậu vườn quốc gia còn với tài nguyên du lịch nhân văn thì bao gồm các công trình kiến trúc di tích lịch sử lễ hội truyền thống và làng nghề truyền thống nội dung phần lý thuyết cô sẽ kiểm tra với hai hình thức. Hình thức thứ nhất đó là phần trắc nghiệm. À cô sẽ hỏi từ bài 11 cho đến bài 15. Như vậy trung bình mỗi một bài sẽ có khoảng 3 câu. Và với phần tự luận à, cô sẽ tập trung vào bài 14 và bài 15. À, ở phần tự luận À, cô sẽ có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là ở bài 14, hãy kể tên đầy đủ các loại hình giao thông vận tải ở nước ta, cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa và giải thích tại sao. Câu hỏi thứ hai ở bài 15, hiện nay nước ta đang mở rộng quan hệ buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực nào trên thế giới? Kể tên các nước trong khu vực này và giải thích tại sao. Câu hỏi thứ ba à, ở cũng ở bài 15. Việc đầu tư trồng rừng sẽ đem lại lợi ích gì và tại sao chúng ta phải vừa khai thác vừa bảo vệ rừng? Nội dung thứ hai đó là phần kỹ năng, kỹ năng thứ nhất đó là phần đọc tập bản đồ. Ở phần kỹ năng đọc tập bản đồ, cô có tất cả 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất cô tập trung ở bài 12, à dựa vào trang 14 tập bản đồ địa lý lớp 9, hãy kể tên một số nhà máy điện lớn ở nước ta trong đó bao gồm thủy điện và nhiệt điện. Câu hỏi thứ hai ở bài 14, dựa vào trang 15 tập bản đồ, em hãy kể tên các cảng biển hoặc các sân bay ở nước ta. Sang đến bài 15, à, câu hỏi thứ ba là dựa vào trang 17 tập bản đồ, hãy kể tên các bãi tắm đẹp hoặc các khu vườn quốc gia ở nước ta. Phần kỹ năng thứ hai đó là phần vẽ biểu đồ và nêu nhận xét. Phần kỹ năng này cô sẽ tập trung ở bài 16 là bài thực hành. Trên lớp cô có hướng dẫn các em dựa vào bảng số liệu vẽ cái biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta thời kỳ năm 1995 đến năm 2019 và nêu nhận xét rất là kỹ. Và chúng ta sẽ thực hiện lại cái bài thực hành này qua cái bài kiểm tra giữa học kỳ 1 ở tuần 9 sắp tới như vậy phần nội dung kiến thức bài kiểm tra sẽ gồm hai nội dung à, nội dung thứ nhất đó là phần lý thuyết bao gồm trắc nghiệm và tự luận nội dung thứ hai đó là phần kỹ năng đọc tập bản đồ vẽ biểu đồ và nêu nhận xét chúc các em ôn tập và làm bài thật tốt cô mến chào tất cả các em